quay trở lại với kênh của mình. Các ơi, ngày hôm nay mình sẽ mở một cuộc thi đua pet các bạn ạ, để xem là con pet nào sẽ là con mạnh nhất trong tất cả các loại pet. Bình thường các bạn chỉ nghĩ pet là có con mèo này, con chó hoặc con gấu, nhưng không, ngày hôm nay mình sẽ mở rộng giải ra toàn quốc luôn các bạn ạ, để xem là con nào sẽ là con mạnh nhất nha. Rồi trước khi đi các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là subscribe quảng cáo cho mình nhá. Còn bây giờ chúng ta lên đường thôi. Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì chúng mình đã đến cái nơi mà gọi là Pet Simulator đấy rồi. À, và bây giờ là mình sẽ đua pet thôi các bạn ơi. Đua pet thôi. Nào, như nào này. Nào đây. Ôi giời ơi, các bạn ơi, mình trở thành một con gì á, con gì màu xanh. Ôi trời ơi, trời ơi. Ui, nhưng mà mình đi nhanh nha các bạn ơi, mình đi nhanh nha. Hình như là mình con mèo cũng không phải, mà con chuột thì cũng hàng không các bạn ạ. Ảo thật đi. Luôn. Bây giờ là mình sẽ gọi là đi đua pet luôn các bạn ơi. Đấy, để xem ai mới là người con pet to nhất. Ôi dồi. Hình như là mình đi càng lớn thì cái tốc độ đi của mình thì càng chậm đấy các bạn. À, từ từ mình nhận mã hàng ngày đã. Khiêu lại, tuyên bố luôn. Ui, bạn này định ăn mình các bạn ơi, bạn này định ăn mình. Ảo thật đấy. Chả ai làm gì. Úi dồi ôi, bạn này định ăn mình thật sự luôn các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ chơi trò gọi là đi vòng tròn. Mà đấy sẽ không bao giờ gọi là ăn mình đâu. Thông minh lắm. Đâu rồi. Ok. Ôi giời ơi. Ui. Ôi rồi, sợ quá. Thưởng này mình sẽ nhận thưởng thôi các bạn. Quay nhận được bao nhiêu là tiền đấy các bạn ơi. Wow. Ok. Nào đi ra đây. Trời ơi, mình thấy càng ngày mình càng gọi là to các bạn. Ui mình kìa. Ui bạn kia là con chim cánh cụt kìa. Nhưng mà mình không hiểu mình là con gì nữa các bạn ạ. Ảo thật sự luôn. Ôi giời ơi. Ôi đây ra đây. Ui bạn kia là một con mèo. Mình hình như là một con cáo thì đúng hơn các bạn ạ. Ảo thật sự luôn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cày nào. Ok, vũ khí hạt nhân, những cái này là cái gì đấy ta? À, những cái này phải mua bằng Robux các bạn ạ. Cái này là để tự vệ mình. Tự vệ. Ê, tiếp tục là. Ôi, mấy bạn mèo, gặp bạn mèo kia to thế. To thực sự luôn các bạn ạ. Bây giờ mình mới có 3.370. Đâu, 448. Mình đang đứng vị trí thứ 6 trên Cao phết thực sự luôn các bạn ơi. Cao nha. Mình đứng vị trí thứ 6 trên tổng số 10 mấy ạ. Mình không thèm lướt luôn. Bây giờ mình sẽ ăn những cái này. Ok. Ra đây. Ôi giời ơi. Bạn ấy dí mình này các bạn ơi. Trời ơi. Cứu tôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thế rồi, bạn ấy dí mình rồi. Cái bạn 10.000 dí các bạn 4.000. Thế là chơi bẩn rồi. Cày tươi nhờ. Ôi trời ơi. Bạn ấy không ăn được mình. Bạn ấy đi rồi các bạn ạ. Va chạm luôn, mình ra mình va chạm luôn. Rồi xong luôn va chạm. Thế là mình bị heo rồi các bạn ạ. Ảo thật sự. Mình mở trứng không? Mình mở quả trứng này. 1.500 tiền. Mở luôn. Umbala xì bùa. Cái gì vậy bà nội? Mình biết con này là con gì rồi. Con ếch. À, ếch ộp. Trời ơi. Mình ra mình đây mình mở xem nào. Mở cái này xem được không? Ôi, mở cái này mất 49 Robux. À, ảo thế. 10.000 tiền mở luôn. Mở được không? Không mở được các bạn ạ. Ảo thật đấy. R. Không mở được. Trời ơi. Mình chỉ mở được cái trứng này thôi các bạn ạ. Thế mình sang cái bên này mình mở xem là 1.500 tiền. Ra có trứng gì? Ra một bạn cá thông thường các bạn ạ. Thông thường thì cũng bình thường thôi. Bây giờ mình ra mình xem cái thú cưng của mình. Mình có một bạn ếch, một bạn cá. À, ếch này 1,75 tiền. Mình đã trang bị rồi. Chỉ trang bị được một con thôi các bạn ạ. Thôi bây giờ là mình phải chơi tiếp. Đây rồi. Úi dồi ôi, mình vẫn là bạn đấy này các bạn. Wow, mình là một bạn ếch. Úi dồi ôi, thế mà mình lúc đầu mình tưởng là mình một cáo cơ. Ảo sự luôn. Wow. Đây rồi. Mình sẽ đi trở thành gọi là vua ếch. Bạn mình kinh rồi. Lần đầu tiên mình thấy con ếch nó xanh như thế này các bạn ạ. Ếch nó phải màu xám xám thế nhỉ. Ảo thật đấy. Nào, tiếp tục nào. Ôi trời ơi, một bạn mèo kìa các bạn ơi. Mình ăn những cái này thì mình sẽ được đồng xu các bạn. Mà được đồng xu thì tí nữa mình ra kia mình sẽ đổi pet. Ôi giời. Với con pet này thì mình đang gọi là ăn 1,75 tiền đấy các bạn. Ok. Xương. Có cả xương chó này các bạn ơi. Xương gà gì đấy. Ôi bạn kia rồi. 845.584 tiền. Ôi cao quá, thôi phải lé vào đấy ra thôi các bạn. Kiểu lại luôn, có tiền luôn các bạn ơi. Ok. À trời ơi, vị trí của mình đang ở thứ 7 các bạn ạ. Bạn này có 9.000 tiền kìa. Ôi, bạn này định dí mình à? Bạn ơi tha mình. Mình bé nhỏ con thế này bạn tha mình. Dí mình này các bạn ơi. Dí cơ, dí bơ cơ. Có đuổi không mà dí mới là điều quan trọng ý. À. Thì ra mày chọn cái chết. Nào, ôi bạn này 740, xin lỗi bạn nhé. Ôi bạn này có vòng bảo vệ, mình không ăn được. Bạn này có vòng bảo vệ. Ok, ôi dồi ôi, 14.000 tiền đấy, trời ơi, mình đang bị bao vây gọi là tứ hướng luôn các bạn nhìn này. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Mình sẽ chạy 36 ghế. Chạy là thử thách. Đi ăn lại là đi ăn lại. Ôi, hết hình như là hết đấy rồi các bạn ạ. Các bạn to đâu rồi ấy. To rồi. Trời ơi, mình đang được 8.265k tiền. Wow, trời. Quá là đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp. Ồ, trứng. Mua, mình sẽ mua cái trứng này hết 1.500 tiền. Ok. Mua 3 quả cho nó máu, mua 1 quả được không? Đấy rồi, mình sẽ mua trứng, nhấn để mở. Cá. Rồi lại ra cá các bạn ạ, ảo thật đấy. Mình đang có nhiều tiền mà mình sẽ mua tiếp một bạn nữa, mua 3 bạn được không? Không, mua 3 bạn, nó các bạn được, chỉ mua một lần một thôi. Ok, lần này mình sẽ mở ra. Trời ơi, tôi đau đớn, tôi gục ngã. Buồn què tí đây. Lại là một bạn ếch các bạn ạ. Trong ngày hôm nay thì mình đã mở ra được 3 bạn ếch lận rồi. Trời ơi. Ok, 3 bạn ếch lận rồi các bạn ạ. Ôi mấy bạn kia cao tiền lắm. 47k tiền kìa. Ủa 62k tiền thì chả chơi. Bạn ơi, ôi 9.000 đòi ăn 10.000. Mình hơi bị va chạm thì các bạn, mong các bạn thông cảm. Ok, yêu cầu quà tặng luôn, kiểu lại luôn 1.000 tiền luôn. Chà. Wow, đây có cái gì đây? Đây một cái lá tán cây. Ui có cả bể bơi à các bạn. Ôi ảo thật đấy, ôi không đi ra đây nữa. Anh kia định vào đây để ăn thịt mình. Làm sao mà lừa được mình à các bạn? Định ăn thịt mình à? Không có đâu. Ôi bạn này. Ôi bạn này đi qua chui dưới hẳn dưới háng mình mà không bị ăn thịt này. Ảo thật đấy. Bạn này có vòng bảo vệ gì nhỉ? Mình cũng muốn có vòng bảo vệ như bạn đấy. Ok. Nào, tiếp tục ăn nào. Bây giờ mình sẽ cày cho các bạn đây. Mình sẽ cày các bạn ếch này thành bạn ếch khổng lồ cho các bạn xem. Được của nó đấy. Trời ơi, nào. Trời ơi, bây giờ mình sẽ cày nha các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, sau khi cày cuốc thì mình nhận ra là mình đã có 58k tiền rồi. Và mình đang vị trí thứ 2. Mình đang tranh giải nhất nhì. Ok, ôi bạn này. Mình sẽ ăn bạn này. Nhưng mà bạn từ bạn này có hạ có cái bảo vệ mình không ăn được. Ủa bạn kia to quá. Thì thôi mình phải chạy thôi các bạn ạ. Bạn kia to quá. Trời ơi, mình đang đứng ở vị trí số 2 luôn cho anh em xem. Ôi từ mình có trứng, mình mở trứng này. Mua 3 quả. Từ từ. Mua cái trứng này, mình có thể mua cái trứng này các bạn. 5.000 tiền. Ui, trứng gì đây? Ra con gấu Bắc Cực các bạn ơi. Wow, mình có một con gấu Bắc Cực rồi. Ok, tí nữa mình sẽ ra, mình sẽ cho các bạn xem con gấu Bắc Cực của mình nha. Đây mình có thể ra đây được không? Trang bị được không? Trang bị luôn. Ui các bạn ơi, đây là gấu Bắc Cực này. Đây, bơ đây. Bơ đến rồi đây. Rồi ok, nào, đi đâu. Ui ba bạn lính nhít lên mà cũng đòi. Ui nhưng mà ba bạn này chạy nhanh nha các bạn ơi. Trời ơi, hình dạng con gấu này các bạn. Đó là gấu Bắc Cực. Ok, nào đi ra đây. Ra đây mình ăn thịt luôn hai bạn này. Được luôn các bạn ơi. Hai bạn đã hy sinh rồi. Bạn này nữa. Cái gì bạn này. Rồi xong luôn. Bạn đấy đã bị mình gọi là chén rồi các bạn. Con gấu này, ui con gấu Bắc Cực cả nhìn cute thực sự luôn các bạn ơi. I love you la la la. Cute thực sự luôn. Ok, bây giờ mình nhận một phần thưởng nữa là cái gì? 5.000 tiền này nữa kìa các bạn ơi. Ảo thực sự luôn. Ok. Ui các bạn giải nhất kìa. 1.000.000 tiền. Mình gọi là đang bằng số lẻ của bạn đấy các bạn. Okay. Không sợ. Mình sẽ ra mình chiến đấu ăn những các bạn bé hơn mình đó các bạn. Ok nào. Ok, mình đang ở cấp độ 13 nha các bạn ơi. Cấp độ 13. Rồi, mấy bạn này mình sẽ ăn mấy bạn to cho nó bõ. 132k tiền. Ôi trời ơi. Nhiều tiền quá, không biết tiêu cái gì. Đi ăn bớt đây. Ok, cái bạn quân này 19.000 tiền. Nhà đầu bạn này luôn. Rồi, ok, ra đây. Mình sẽ gọi là đi ăn mấy cái bạn nít này. Bây giờ là mình có tiền rồi, bây giờ là gọi là cá lớn nuốt cá bé. Ok. Rồi, bạn này có chạy được không? Ôi nhưng mà bạn ấy, ủa bạn này chạy vào mồm mình à. Ôi bạn ơi, đợi. Chỉ đường tớ với bạn ơi. Từ từ bạn ơi, chỉ đường mình với. Ôi giời ơi. Bạn này không chỉ đường mình các bạn ạ. Bạn này không có chỉ đường mình. Từ từ mình xem mình ra mình mở trứng được khác không. 5.000 tiền. Ôi, mình vừa chọn trứng rừng các bạn. Trứng rừng này xịn thực sự luôn. Bây giờ mình thử mở một cái quả nữa xem gì. Ui, một con bò rừng các bạn ơi. Mình mở ra một con bò các bạn ạ. Ảo thật đấy. Nào đi ra đây. Mình sẽ dí bạn này. Dí bạn này vào bước đường cùng. Ok, ôi các bạn đeo ti này. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Ôi, cái bạn là gấu bắc cực của mình thì nhân 2 tiền, 2,x tiền. Còn bạn gì đấy? Ồ, các bạn ngựa rừng có 1,25 tiền rồi các bạn ạ. Ngựa ít tiền quá, không thèm ngựa nữa quá. Rồi, mình đã nhai đầu một bạn rồi các bạn ơi. Giờ mình đã là vị trí thứ 2. Vị trí thứ 2. Ok, ôi dồi ôi, tràn màn hình luôn rồi các bạn, to quá. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mở trứng ra, mình xem sẽ mở ra được cái quả trứng gì hot cho các bạn. Mua 3. Có 3 quả trứng liền một lúc, không được, chỉ mua một thôi. Ok, tiếp tục mở trứng ra một con bò rừng. Ok, một con bò rừng các bạn ơi, mình sẽ xem cái con bò rừng này nó có. Đây, con bò rừng. Bò rừng cũng 2x tiền. Bây giờ mình sẽ thay thế bò rừng thôi mà. Ok, trang bị. Ok, bây giờ là mình trở lại là trở thành con bò rồi các bạn ạ. Ôi giời ơi, gấu không muốn trở thành một con bò. Đồ ngu. Mình có bị ngu như bò không nhỉ? Nào. Đâu. Ui, bạn này to này, bạn kia to kìa. Ôi, mà đấy biết là ẩn lúc hiện luôn các bạn, là ảo thật ý. Nhưng mà mình không mua được cái gì nhỉ? Cửa hàng. Ô, 19 xương. Trời ơi, cái này mua xương kích thước tiền tệ. Ôi, cái này không được. Thẻ trò chơi các bạn ơi, mình mua thuốc rồi. Sử dụng. Không có sử dụng, không có cách để sử dụng các bạn ạ, không có cách để sử dụng. Cay thật ý. Ồ, mình có xương kìa nhưng mà mình không quy đổi ra được ấy. Ảo thật đấy. Sẽ đuổi bạn này. Ok. Chạy đi đâu con sâu. Chạy đi đâu con sâu. Ok. À, bây giờ là mình đang có thừa tiền, bây giờ là mình sẽ ai đi đâu. Ủa, bạn kia to quá, lùi lại. Để xem là mình sẽ mở ra được cái con gì nó mạnh nhất nha các bạn. Một bạn gấu. Trời ơi, lại là bạn gấu các bạn, lại là gấu, không phục. Mình không phục, mình sẽ mở tiếp các bạn, mở bằng hết tiền thôi. Lừa rồi. Hai lần gấu rồi các bạn ạ, không buồn nói gì thêm rồi. Ôi trời ơi, cay thế. Cay vậy trời ơi. Đây, mình ra đây mình ăn hai bạn này được không? Vô cùng. Cái này mình thấy con mạnh nhất là con con gấu nhân 2,25 tiền các bạn ơi, mình sẽ trang bị bạn gấu. Ok. Nhân 2,25 tiền tội gì lấy con bò các bạn. Nào. Ôi, mình đứng im rồi là các bạn. Ôi, mình có thể mở trứng nữa. Giờ mình sẽ khiếu lại là mình xương luôn, mình có xương rồi. Mở trứng. Tiếp tục mở trứng ra một con gì? Ú, mà là xì bùa, một con bò rừng, lại là một con bò. Trời ơi, bò này thì có 2 tiền, x2 tiền luôn các bạn ạ. Nếu như mà mình chọn con gấu thì mình sẽ được 2,25k tiền. Úi trời ơi, quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Nhiều tiền luôn. Ok, tiếp tục mở trứng. Ôi ôi, người ta cho mình mở trứng liên tục luôn các bạn ạ. Mà. Ui, các bạn ơi, đây mới là con cáo này các bạn ạ. Đây mới là một con cáo hiếm này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là con cáo đâu nhỉ. Con cáo nhân 2,5 tiền này các bạn, trang bị luôn con cáo này. Con cá với con gấu không khác gì nhau, nó chỉ khác màu các bạn. Ôi, bạn này có cái cánh rơi à? Bạn này là con rơi à? Ôi các bạn ơi, mình được xếp vị trí thứ nhất rồi các bạn ơi. Úi trời ơi, đúng là có cốc mài sắt có ngày lên kim. Ồ, có này là có ngày lên thành con cáo. Đấy, bây giờ mình sẽ dí bạn này, mình sẽ ăn bạn này. Tại vì bây giờ mình là đứng thứ nhất rồi, mình không cần gì nữa các bạn ơi. Ôi trời ơi, chạy đi đâu con sao? Mình sẽ dí bạn này đến hơi thở cuối cùng. Đọc thoát được không? Mình chạy đâu chưa thoát. Không có đường thoát rồi. Nào, ok luôn. Số tiền của mình đã được nhân gấp bội đấy các bạn ạ. Ảo thật đi. Ok rồi. Bây giờ là mình đã gọi là đứng đầu bảng xếp vị trí thứ nhất với con pet của mình rồi. Bây giờ mình không có cái cơ hội gì nữa. Bây giờ mình sẽ ra mở trứng rồi các bạn. Ok, mở trứng. Một con gấu các bạn ơi, vẫn là gấu. Mình tiếp tục mình mở trứng xem nào. Tiếp tục mở trứng. Trứng. Mua. Và theo mình thấy thì bạn cáo là bạn nhiều tiền nhất nhân 2,5 tiền của mình nên. Đấy, và bây giờ thì nói chung là không còn cái lý do gì ở đây rồi. Tại vì mình đang xếp thứ hạng, gọi là hạng nhất luôn các bạn ạ. Huy chương vàng luôn rồi. Và nếu như pet của các bạn được xếp nhất thì các bạn nhớ comment ở phía dưới nha. Còn video của mình thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video này, các bạn hãy để lại cho mình xin một like, đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn nút quảng cáo cho Bơ nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.